Mình chào tất cả các bạn nha. Đó thì hôm nay mình quay cho bạn xem ha mấy con cái con bọ cạp sa mạc của mình ha, dòng Hotatotten nha các bạn ha. Đó thì dòng bọ cạp sa mạc này nó sinh sản lượng tính nha các bạn ha. Thì hôm nay số lượng bọ cạp sa mạc con của mình nó khá là nhiều bạn ơi. Mình bị vỡ kế hoạch rồi các bạn ơi. Đó nó đẻ quá trời luôn rồi. Đó thì hồi nãy mình có bắt ra một cái bốn bầy. Đó là cũng khoảng là gần 150 con nha các bạn. Đó thì đây là cái con này nó mới về đẻ nè, mới về đẻ được 2 ngày thì cái con bọ cạp con nó chưa xuống lưng nè. Đó thì mình quay cho bạn xem cái con này nó chưa xuống lưng. Đó thì bạn thấy những cái con bọ cạp con nó trên lưng có một con bọ cạp mẹ không? Đó. Thì cái con này là size 7Y thì nó sinh sản được 3 lần rồi. Đó thì cái lần thứ 3 này mình thấy là nó sinh sản cái số lượng con ít hơn. Ha, ít hơn. Với lại nó bị trứng các bạn, bị trứng nó giống như nó bị trứng không nở. Đây là mình quay cho bạn xem mấy trứng không nở nè. Đây, bạn thấy cái vàng vàng không? Đó, thì nó còn sót lại mấy trứng không nở nữa bạn. Đó, thì cái dòng bọ cạp sa mạc này nó có con thì nó bị chết các bạn, nó bị chết đó thì nó sẽ xả trứng ra nó không nở luôn nha các bạn ha. Đó, mình đã bị trường hợp này cũng bị mấy con rồi nha các bạn ha. Đó, khi mà nó bị chết hay là nó bị gì mình không biết là nó bị tại sao lại có con lại xả ra, có con xả nguyên một bọc trứng luôn, không nở luôn nha các bạn. Trứng thì nó để lâu thì nó sẽ cứng lại, cứng khô lại các bạn. Đó, còn cái con này thì nó đẻ là được cũng số lượng con thì cũng nhiều ha, thì mình thấy là có một số trứng nó không nở, nó cứng lại đó. Bạn thấy nãy mình cũng quay cho bạn xem trứng vàng vàng á đó. Thì hôm nay nãy mình cũng mới thu hoạch được 4 bầy ha, cũng gần 150 con bọ cạp sa mạc ha, size 1Y đó. Thì khi mới nó sinh ra thì mình đặt ra 1Y các bạn ha. Đó thì theo mình học hỏi ở kinh nghiệm ở hội bọ cạp ở trên Facebook các bạn đó, thì khi mới sinh ra thì nó ra 1Y ha. Đó thì nó lột xác được một lần thì người ta gọi đó là 2Y ha. Đó thì bắt đầu tính tới nha các bạn. Đó thì cái dòng sa mạc, bọ cạp sa mạc này là Hotatotten này thì nó sinh sản lưỡng tính ha, mình chỉ cần nuôi một con thôi. Hôm trước mình chỉ có mua một con đó các bạn. Đó thì nó sinh sản cho mình khá là nhiều ha, số lượng nhà mình thì đủ size rồi các bạn, từ 1Y, 2Y, 3Y, 4Y, 5Y, 6Y, 7Y đó. Thì hôm bữa mình có quay cho bạn xem á, thì con bọ cạp sa mạc này có thể là con 5Y nó vẫn sinh sản được nha bạn, 5Y nó vẫn sinh sản được nha. Đó thì làm bữa nào giờ mình cứ tưởng là tới giai đoạn 7Y nó mới sinh sản bạn, nhưng mà không ngờ thì tới giai đoạn 5Y thì nó vẫn sinh sản được nha bạn ha. Đó đây là con này là con 7Y nè, nó sinh sản cho mình được lần thứ ba, thứ tư rồi bạn. Đó thì mình cũng nhớ đẻ nhiều quá. Đó thì bây giờ mình sẽ quay cho bạn xem ha, mấy cái con một cặp con mình mới vừa tách bầy, nó vừa mới xuống lưng các bạn. Đó mình mới bắt ra một cái hộp lớn ha. Mình cái hộp này mình cũng nuôi cộng đồng các bạn, không khá là nhiều. Đó thì tại vì nó nhiều quá nên mình không có hộp để mình tách riêng từng con các bạn. Đó số lượng trên 100 con là mình không có hết hộp rồi. Đó thì mình nuôi cộng đồng đỡ. Đó thì bây giờ mình sẽ quay cho bạn xem cái chuồng cộng đồng, khá là nhiều bộ cặp con luôn nha bạn ha. Đó đây các bạn, đó thì đây là cái hộp bọ cạp mình đang nuôi cộng đồng nè, mình mới vừa bắt mấy con bọ cạp con nè các bạn. Đó 4 bầy ha, thì nó xuống lưng bọ cạp mẹ hết rồi thì mình mới bắt ra nè. Đó số lượng cũng khá là nhiều luôn nha các bạn. Đó gần 150 con nha các bạn, gần 150 con. Đó thì hồi nãy mình có bỏ chân dế vô thì mình hiện tại mình thấy có những con, có mấy con đang ăn chân dế nè. Đó chút xíu mình sẽ quay gần cho bạn xem. Đó những con bọ cạp con này nha. Đó thì mình quay trên cao xuống cho bạn xem trước. Đó số lượng khá là nhiều luôn các bạn, nó nhiều lắm. Đó bạn thấy trong góc này không nè, đó, nó bu một cục đen thù luôn ngay đây luôn nè bạn, đây nè. Đó ở trong này còn nữa nha bạn, đây nè, quá trời luôn nè, các bạn thấy không, đây nè. Đó nhiều quá chưa. Đó thì giúp chứa nó để mình quay gần xuống cho bạn xem ha, những cái con bọ cạp con này nha bạn. Đó size này size 1Y ha, mới xuống lưng bọ cạp mẹ thôi. Đó thì khá là nhiều nên mình nãy mình bắt ra mình thấy quá trời, mình bị vỡ kế hoạch rồi các bạn ơi, nó sinh nhiều quá rồi. Đó, hết chỗ nuôi rồi nên mình bắt buộc mình phải nuôi cộng đồng vậy thôi các bạn, nhưng mà nuôi cộng đồng thì không ổn rồi. Đó thì bởi mình đưa máy xét xuống mấy con bọ cạp con này cho bạn xem nha. Đó này các bạn, đó quá trời luôn rồi bạn. Đó thì mình nuôi cộng đồng như vậy thì nó sẽ ăn lẫn nhau nha bạn ha, nó ăn lẫn nhau, khi mà không đủ cái nguồn thức ăn của nó bạn thì nó sẽ ăn lẫn nhau nha bạn ha. Đó thì
cũng phải chịu thôi bạn ơi, tại vì nếu mà mình nuôi từng con thì mình phải tìm một số lượng hộp khá là lớn đó, nên mình chưa có mua mình mua được các bạn đó, thì mình cứ nuôi nhốt tạm như trong đây đi đó. À, bạn thấy không đó, nó đang ăn cái chân cái con bò cạp nè đó, ở bên cái chân dế đó bạn đó, có những con đang ăn nè đó, mình quay cho các bạn xem mấy con đang ăn nè đó. Thì số lượng bò cạp sang một y này nhiều quá thì mình đang dự định ha bạn ha đó. Thì mình cũng như mấy video trước mình cũng có nói với bạn nghe đó, thì mình đang mở cái shop mình bán bò cạp sa mạc nè các bạn đó. Thì khi các bạn đến mình, các bạn mua những cái con size 3y hoặc 4y, 4y size 3y chứ 4y, thì mình sẽ tặng cho các bạn một con 1y vậy về nuôi trải nghiệm nha bạn ha. Đó thì các bạn mua một con lớn mình sẽ tặng một con nhỏ như vậy ha, để các bạn nuôi trải nghiệm nha. Đó thì mình sẽ bán trong vòng một tháng ha, từ bắt đầu từ tháng 12 đi đó. Đó thì các bạn đến nhà mình mua ha, hoặc là các bạn đặt qua số Zalo mà mình có để ở phần mô tả video á, thì kể có nhân viên tư vấn cho các bạn ha. Đó thì các bạn mua một con lớn thì mình sẽ tặng cho bạn một con nhỏ để nuôi trải nghiệm ha. Đó quá trời luôn bạn, đó khá là nhiều luôn nha, đây nè đó, nè quá trời trong này nó bạn đó, một cái ụ như vậy thôi là mình thấy là đếm là khoảng trên gần 20 con đó bạn, đây nè gần 20 con đó, còn khá là nhiều luôn đó. Mình phải bỏ mấy cái giấy mà giấy bị trứng á, cái này để cho mấy con bồ cạp nó trú ẩn các bạn. Đó, nhiều lắm, đó, quá trời luôn nè. Nó có con này đang ăn cái chân dế đó bạn. Đó, còn nhỏ vậy là mình chỉ cho ăn chân dế thôi bạn. Mình dế mình cho mấy con vật ăn á, rồi bắt đầu mình để cái chân này chừa chân là cho mấy con này nó ăn. Đó. Đó có mấy con nó tha chân dế nè, bạn thấy không? Đó, đang tha nè. Đó đây nữa nè. Đó. Đó, mới xuống lưng bò cặp mẹ luôn nha bạn, mình mới tách ra luôn đó, rồi thì mình quay cho bạn xem luôn nè. Đó tại vì vỡ kế hoạch rồi, nó đẻ quá trời luôn rồi. Đó hiện tại thì hồi nãy có một cái con mà nó đang ôm con như vậy, thì mình còn đang còn hai bầy như vậy. Đó thì mình mới tách 4 bầy ra như vậy nữa. Đó thì số lượng mình nghĩ là cũng phải là trên 170 con nha các bạn, khá là nhiều luôn, nên các bạn cứ đến mà mua thì mình sẽ tặng cho bạn ha. Đó, một con lớn thì mình tặng con nhỏ này cho bạn nha, nuôi trải nghiệm nha. Đó đó thì cái số Zalo thì mình có để ở phần mô tả video ha, đó sẽ có nhân viên tư vấn cho các bạn ha, đó cách nuôi hoặc là cách chăm sóc gì đó ha, nó ăn thức ăn gì đó, đó thì các bạn cứ hỏi nhân viên của mình ha. Rồi hai con này các bạn thấy, hai con nó giành cái chân dế nè, đó mỗi con ngậm đậu chạy đi nữa bạn đó. Còn nhỏ gì mình bỏ sâu nhỏ vô cũng được nha bạn, nhưng mà số lượng sâu thì ít thôi bạn, đừng bỏ sâu nhiều quá đó, bỏ sâu nhiều quá thì các bạn sẽ nó con sâu nó sẽ ăn ngược lại con bò cạp nha bạn ha. Đó lúc trước mình đã bị rồi, mình bỏ sâu nhiều quá thì con sâu nó sẽ ăn ngược lại mấy con bò cạp đó. Tốt nhất thì các bạn cứ đừng cho ăn sâu cũng được nữa, cho ăn chân dế vậy thôi nè. Đó mình bỏ mấy chân dế vô gì vậy nè, đó thì nó đói nó sẽ ăn thôi bạn. Đó thì cứ cách 2 ngày hoặc 1 ngày các bạn gấp mấy chân dế cũ ra, gấp chân dế cũ ra rồi bắt đầu các bạn bỏ chân dế mới vô. Đó thì nó khi mà nó lên được 2y rồi á thì các bạn cho nó ăn sâu ha. Đó sâu sâu gạo nhỏ bạn. Đó nếu mà các bạn nuôi mỗi con một hộp thì dễ chăm sóc hơn, còn này mình nuôi cộng đồng cái gì đó nó thì mình bỏ sâu vô thì không ổn bạn, tại sâu nó bò lòng vòng nó sẽ có hai bộ con nó tụ lại nó sẽ cắn cái con một cặp mình ăn. Đó lúc đó mình sẽ bị hao hụt ha, với lại mình nuôi cộng đồng vậy nó sẽ ăn lẫn nhau ha, khi nó đói đó, khi đói có thức ăn nó cũng vẫn ăn lẫn nhau nha bạn ha. Đó thì mình bị nhiều rồi, tại bây giờ mình không có hộp để mình để mà cái số lượng bây giờ mình mua, nếu mà mình mua hộp á thì mình phải mua 150 cái hộp đó, thì mình không có đủ kinh phí mình mua nên mình phải nhốt tạm vậy thôi bạn. Đó đó, số lượng bò cặp lớn thì mình cũng còn khá là nhiều nha bạn ha, size từ size 2y thì còn ít, nhưng mà size 3y 4y thì nhiều, 3y 4y rồi 5y 6y 7y đó, size sinh sản cũng có luôn, khá là nhiều nha bạn ha, có những con đang ôm trứng nữa bạn, đó chuẩn bị sinh sản luôn đó. Thì các bạn nào thích thì cứ liên hệ với lại số Zalo chung mình có để ha ở phần mô tả video nha bạn. Đó, con này nó tha chân dế không nổi luôn đâu bạn, chân dế bự nó luôn bạn đó, mà nó gì nó đang ăn các bạn thấy không? Đó thì nó ăn chân dế là nó sẽ mau lớn thôi, nó khoảng chừng một tháng ha, gần tháng thì nó sẽ bắt đầu nó sẽ lột xác ha, nó lên 2y đó, lúc đó 2y thì bắt đầu mà mình dễ chăm sóc rồi, nó ăn được sâu rồi đó. Thấy thấy con nào cũng ngậm cái chân dế nè đó. À, con mấy con này thì mình không được để chén nước vô nha bạn ha, không được để chén nước trực tiếp vô nha, tại vì mấy con này size còn nhỏ, nếu mà mình để chén nước vô thì nó sẽ té trong đó bạn,
đó, nó tan đó thì nó sẽ chết nha bạn ha. Thì mình chỉ nhiễu nước cấp ẩm đó, thì mấy góc chuồng thôi đó, bốn góc chuồng mình cứ nhiễu nước vậy đó, đó cho nó ẩm ẩm vậy đó, nó sẽ uống nước như vậy nha bạn đó. Chứ mình không để chén nước vô trực tiếp ha, để nó bò vô là nó bị té trong đó nha bạn. Đó, số lượng nhiều ghê luôn bạn ơi. Đó, còn với mấy vị trứng đó mình không có dở lên, nhiều khi mình sợ mà mình bóc vô chúng cái vị trứng có cái con đang nằm đó bạn, chích mình bạn. Đó thì gỡ nhỏ này cũng có độc nha bạn ha. Đó cái này thì mình cũng khuyến cáo ha, những bạn nào nhỏ tuổi ha, nhỏ tuổi không nên nuôi nha bạn ha. Đó, lớn lên thì các bạn hãy nuôi nha bạn, nè có kinh nghiệm thì mình các bạn hãy nuôi nha. Đó này mình cũng khuyến cáo ha, những bạn nào nhỏ tuổi không nên nuôi nha. Đó vì cái con này nó chích vô cũng có độc nha bạn ha. Đó, độc này thì nó độc cấp 3 bạn. Đó, quá trời nhìn mê luôn bạn. Đó nhưng mà hồi nãy mình bắt ra, mình bắt từng con ra bạn. Đó mình bắt 4 bầy ra mình đếm, đó như là khoảng 144 con gì đó. Hôm nay mình có đếm nhưng mà có mấy con cuối mình bị lộn. Đó nên mình không nhớ được khoảng chừng một khoảng đó tạm đó. Đó khá là nhiều luôn. Có con kia nó đẻ gần 50 con luôn bạn. Có một con kia nó đẻ gần 50 con luôn. Đẻ ghê thiệt. Con đó nó bự bạn. Sai nó to ghê. Đẻ gần 50 con, mình đếm nãy mình đếm gần 50 con luôn, 48 con. Ghê chưa? Đó lần đầu tiên mà mình thu hoạch cái con đó nó đẻ sai ghê luôn bạn. À, mình bị vỡ kế hoạch rồi. Đẻ quá trời đẻ rồi. Đó. Đây, sai một y ha. Đó, quá trời luôn. Này là lần đầu tiên mình nuôi một cặp con nhiều vậy luôn bạn. Mấy lần trước thì nó lớn lên, nó mình cách ly từng con ra thì số lượng nó ít hơn như vậy. Đó, đợt này thì quá trời luôn. Đó. Mình còn hai bầy nữa, mình chưa tách nữa bạn. Đã chưa? Đó thì cái video hôm nay ha là mình thấy cái con mọt cạp sa mạc ha, dòng sinh sản lưỡng tính ha, Hotentota của mình nó sinh sản khá là nhiều. Đó thì mình thu hoạch ra cũng được gần 150 con. Đó nhưng mà còn hai bầy mình chưa thu hoạch. Đó thì số lượng mọt cạp con khá là nhiều ha. Đó thì mấy mọt cạp này mình sẽ tặng hai cho các bạn, nhưng mà các bạn phải đến nhà mình mua ha. Bạn hay hoặc là các bạn đặt trên số Zalo. Đó thì mình sẽ các bạn đặt con 3 y hoặc 4 y thì mình sẽ tặng cho các bạn một con ha, size 1 y vậy để các bạn nuôi trải nghiệm nha bạn ha. Đó. Khá là thả luôn nha, dễ thương nữa bạn, nhỏ xíu à. Đó thôi thì bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn ha. Mình cảm ơn các bạn đã coi video mình nha. Các bạn coi video này thấy hay thì các bạn cho mình một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của mình nha bạn. Mình tạm biệt các bạn nha.